Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ quay clip nói về từng nhân vật trong Yêu Trong Hận để mọi người hiểu thêm về các nhân vật của mình nha. Và người đầu tiên hôm nay mình nói sẽ là Bảo Bình. Bảo Bình thì sẽ có những cái ưu điểm nào, những khuyết điểm nào mọi người? Nói về ưu điểm trước, Bảo Bình là một cái tiếp người cực kỳ hiền lành, tốt tánh, trầm tính ít nói đó, soái ca của mọi nhà. Và Bảo Bình cực kỳ chung thủy với mọi người. Mọi người biết không, cả một cuộc đời của anh này chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ mà thôi. Nhưng mà còn khuyết điểm của Bảo Bình là cái gì? Mọi người để ý đi. Sau khi mà Bảo Bình gây ra cái lầm lỗi với Mai, với Bảo An, Bảo Bình chưa bao giờ muốn Mai sẽ trở về với Bảo An hết. Tất cả những hành động của anh này anh làm ra lúc nào cũng là thôi, mọi chuyện đã lỡ rồi thì thôi mình cứ thuận theo tự nhiên, mình phải sống như vậy đi. Anh này luôn tìm mọi cách để Mai chấp nhận cái tình cảm của Bảo Bình và Bảo An sẽ tha thứ cho Bảo Bình. Chứ Bảo Bình chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ giải hòa cho hai đứa này, mình sẽ giải thích và mình sẽ để Mai trở về với Bảo An. Không có. Tức là tận sâu trong lòng của anh này vẫn sẽ có một cái sự ích kỷ trong cái chuyện tình cảm. Rồi, ở bên cạnh đó thì Bảo Bình là một người khá là bảo thủ. Gọi là những cái gì Bảo Bình suy nghĩ ra, Bảo Bình mặc định luôn là nó sẽ là đúng như vậy. Bảo Bình nghĩ cái sự im lặng của Bảo Bình sẽ bảo vệ được Bảo An và Bảo Bình tin rằng vào điều đó. Anh này cũng ít có cái tính cầu tiến nữa. Lúc đầu thì yêu thì lại không dám nói, đến khi mà phát hiện ra là người mình yêu thuộc về người khác thì mình chấp nhận cái điều đó luôn. Đó là những cái ưu điểm và khuyết điểm của Bảo Bình. Đó, có ai là fan của anh chàng này không? Comment cho mình biết nha. Và các bạn muốn Bin sẽ nói tiếp về nhân vật nào, các bạn cứ việc comment nha.